tập trung nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật, đa dạng hóa hoạt động nghệ thuật quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của ngành văn hóa Đà Nẵng, được đưa ra tại hội nghị triển khai công tác văn hóa và thể thao năm 2021 diễn ra sáng nay. Năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt các công tác quản lý nhà nước và các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành. Trong đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và quân chúng được tổ chức với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh. Với lĩnh vực thể thao, tranh thủ thời gian không thực hiện giãn cách xã hội đã tham gia 79 giải thi đấu, đạt tổng cộng 184 huy chương vàng, 182 huy chương bạc, 277 huy chương đồng. Năm 2021, ngành văn hóa thành phố sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Trung ương về phát triển văn hóa và thể thao, trên Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành đề án tổ chức sự kiện lễ hội văn hóa đặc sắc hàng năm gắn với thiết lập chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội về đêm của thành phố, tiếp tục đầu tư tôn tạo và phát huy các di sản, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, cũng như tăng đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa đối với thể dục thể thao quần chúng. Dịp này, Hội nghị đã công bố quyết định tặng cơ thi đua của Chính phủ cho Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của thành phố Đà Nẵng.